Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với Ten Anime. Sau gần 2 tháng mất tích, không biết các bạn có còn nhớ chúng tôi không nhỉ? Comment chào hỏi nhau cái nha. Hôm nay, hãy cùng tớ đến với một tập phim cực kỳ cảm động của Doraemon mang tên Doraemon trở về tương lai. Nếu chỉ tóm tắt thì không thể truyền tải hết ý nghĩa mà bộ phim mang lại. Vậy nên ở nửa sau của video, hãy lắng nghe một vài phân tích và cảm nhận của tớ nhé. Chúng mình cùng bắt đầu thôi nào. Hoa anh đào nở rộ, báo hiệu mùa xuân đã đi quá phân nửa. Trên mái nhà, Doraemon vừa giúp mẹ sửa lại anten TV. Không biết Nobita đang làm gì vậy nhỉ? À, thì ra cậu bạn đang bị Chaian đuổi đánh. May sao về nhà kịp. Chaian tức tối. Nobita háo hức chạy lên phòng, khoe với Doraemon rằng vừa cãi nhau với Chaian. Tên mập đuổi đánh mà chả bắt được. Mèo ú bực dọc quát, để tớ yên, cậu phiền quá. Mèo ú toan bỏ đi thì khựng lại, gồng mình thật khó quá. Chuyện là Doraemon sắp phải quay về thế giới tương lai rồi. Nobita bật khóc, ôm chặt lấy mèo ú. Mặc cho mẹ nói như thế nào, cậu cũng không chịu để Doraemon ra đi. Chiều tối, bố đi làm về và biết chuyện. Trong căn phòng tối tăm, bố bước đến góc tủ nơi Nobita thu mình khóc. Con trai mà mít ướt quá, con còn nhớ bà nội không? Bà đã ra đi rồi, vậy nên không có gì tồn tại mãi mãi cả. Nhắc đến bà nội, Nobita mò và tìm được con lật đật Daruma. Kỷ niệm về bà lại ùa về, con lật đật ấy sẽ không bao giờ ngã cả. Bữa tối cuối cùng với Doraemon nên mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Bố mẹ đều mừng cho cậu, nhưng cậu vẫn lo cho Nobita lắm. Đúng lúc ấy thì Nobita xuống nhà, cả hai vui vẻ ăn bánh rán, bữa cơm lại đầm ấm như mọi ngày. Đêm ấy, cả hai ngủ cùng nhau, khó chợp mắt quá nên mò dậy nói chuyện. Trăng đêm nay tròn và sáng quá, chúng mình ra ngoài đi dạo đi. Được một đoạn thì Doraemon dừng lại. Nobita không trả lời, chỉ cố kìm nén nước mắt. Đến công viên, Nobita tự tin tuyên bố, tớ có thể làm được mọi việc mà, Doraemon cứ yên tâm trở về tương lai nhé. Mèo ú xúc động, ngượng ngùng bỏ đi. Đêm lạnh hơn rồi mà mãi chẳng thấy mèo ú quay lại. Nobita chạy đi tìm, thì va phải Chaian. Cậu hét lên gọi tên Doraemon, nhưng lại vội bịt miệng. Bên này, mèo ú nhận ra đã đi quá lâu nên quay lại. Nhưng Nobita đâu? Không phải Chaian, mà chính Nobita đã giao kèo với Chaian trốn trong ống cống. Cả hai sẽ đánh nhau công bằng mà không có mèo ú can thiệp, trận chiến bắt đầu. Doraemon về nhà cũng không thấy đâu cả, đêm rồi mà Nobita còn đi đâu được chứ. Dù có bị đánh như thế nào, Nobita cũng không chịu thua. Cậu liên tục lao vào đánh trả, mặc kệ bị ném đau điếng. Nobita bật khóc, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Doraemon vội vàng chạy đi tìm lần nữa. Nobita và Chaian đều đã thấm mệt, nhưng nhớ lại ánh mắt lo lắng không an tâm của bạn. Nobita chạy đến nhéo tai Chaian. Đau quá, tên mập chịu thua rồi truyền lệ. Mèo ú chạy đến chỗ Nobita. Cả hai bật khóc, ôm chặt lấy nhau. Trở về nhà, khi Nobita đã chìm vào giấc ngủ, Doraemon ngắm cậu một hồi lâu rồi bước đến cỗ máy thời gian. Thực tình không nỡ đâu, nhưng Nobita, tạm biệt cậu nhé. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nobita vội vàng tìm mèo ú. Trong hộp bàn chỉ còn một món đồ. Doraemon dặn rằng, khi nào thật cần thiết, hãy mở nó ra nhé. Nobita bỗng bật khóc. Ở thế kỷ 22, mới sáng mà mèo ú đã đi ngắm hoa anh đào rồi. Cậu ấy đã thật sự yên tâm về Nobita rồi. Cả ngày Nobita cứ ủ rũ. Chẳng phải con đã hứa với Doraemon rằng sẽ cố gắng sao? Mẹ bước vào và nói. Nobita bỗng hăng hái, xin được phụ mẹ việc nhà. Cậu quyết tâm phải sống thật tốt. Đến siêu thị thì gặp Shizuka, cô bạn cũng lo lắng cho Nobita lắm. Đột nhiên Chaian hớt hải chạy đến, nói rằng vừa trông thấy Doraemon ở tiệm bánh. Nobita tức tốc chạy về nhà. Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Mẹ không nghĩ Doraemon sẽ quay về đâu. À, chắc mèo uống ngượng nên không dám gặp mình thôi. Đúng rồi, mang hết tiền tiết kiệm đi mua bánh rán cho cậu ta tha hồ ăn mới được. Vừa mua xong, Nobita thấy ai quen quen, đúng là Doraemon rồi. Cậu đuổi theo đến công viên, ôm chầm lấy cậu mèo. Bất ngờ chưa, là tên Sunio cải trang. Đây là trò đùa của Chaian nhằm trả đũa vụ đánh nhau đêm qua. Thật quá đáng, tớ phải cho các cậu một trận. Nhưng làm gì được họ chứ, nay là ngày cái tháng 4 mà. Nobita chạy thẳng về nhà, lấy món bảo bối cuối cùng. Cậu băn khoăn lắm, nhưng nghĩ Doraemon bị hai tên kia lôi ra làm trò đùa. Nobita quyết định mở hộp. Bên trong nước nói dối, công dụng như nào thì hồi sau sẽ rõ. Đi tính sổ với bọn kia đã. Đến bãi đất trống, Nobita chui vào ống cống và nói, trời hôm nay đẹp quá. Bỗng cơn mưa rào trút xuống làm chúng ướt như chuột lột. Sunio, cậu sẽ không bị chó cắn. Chaian, cậu sẽ không bị mẹ đánh. Lời nói dối tháng tư của Nobita linh nghiệm ngay lập tức. Cậu ta khoái chí cười, nhưng vài giây sau lại cảm thấy trống rỗng. Tất cả trở về bình thường đi. Xế chiều, cậu đến nơi có kỷ niệm cuối cùng và nói lời tạm biệt với Doraemon. Cây hoa anh đào sắp lụi tàn, bỗng nở thêm một lần nữa. Nobita ủ rũ đi về nhà. Mẹ hỏi có gặp Doraemon không?
Nhưng lạ thay, vừa mở cửa, Doraemon đang ngồi ở đó. Tại sao vậy? À, là do nước nói dối đấy. Còn nhớ ban nãy Nobita đã trả lời mẹ như nào không các cậu? Cả hai bật khóc, hạnh phúc như chưa hề có cuộc chia ly. Gia đình lại đông đủ dưới đây, các bạn cũng tới. Chaiyan xin lỗi Nobita rất nhiều, câu chuyện buồn này thật vui biết bao. Và đó là nội dung của tập phim, bây giờ hãy cùng tớ phân tích nó nhé. Doraemon trở về được công chiếu ngày 7 tháng 3 năm 1998, cùng thời gian ra mắt movie Nobita du hành đến biển phương Nam, là tác phẩm đầu tiên cho chuỗi phim ngoại truyện cảm động, được đạo diễn bởi Watanabe Ayumu, người cầm trịch rất nhiều Doraemon movie sau này, hiện tại nổi tiếng với Komi không thể giao tiếp, cùng với sự chắp bút của bộ đôi tác giả Fujiko F. Fujio. Doraemon trở về nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả và đạt giải ba của Golden Gross Award lần thứ 16. Việc Doraemon phải quay về tương lai là một dấu hiệu thông báo cho cái kết của bộ truyện. Cũng từ đó, rất nhiều người hâm mộ đã sáng tác ra những tập cuối khác nhau. Tuy nhiên, tác giả hoàn toàn phủ nhận Doraemon không bao giờ kết thúc. Chỉ có 3 tập phim được ngài chính thức công nhận có thể trở thành tập cuối, và bộ phim này là một trong số đó. Nội dung tác phẩm được kết hợp từ cháp cuối truyện ngắn tập 6, Tạm biệt Doraemon, và cháp đầu truyện ngắn tập 7, Doraemon trở về. Sau đây là một số chi tiết mà tôi thấy rất ấn tượng trong phim. 1. Dấu hiệu cho sự ra đi của Doraemon. Mở đầu phim là cảnh một cô bé tuột tay mất quả bóng bay. Trùng hợp là quả bóng này màu xanh, giống màu của mèo ú. Liệu đây có phải là điềm báo cho sự quay về với vùng trời tự do của Doraemon không? Trong phim không nói rõ lý do cụ thể mà mèo ú phải ra đi. Bởi vậy nên, cộng với tình cảm gắn bó sâu sắc, cậu mèo thật lòng không muốn rời xa Nobita. Trong bữa cơm tối, khi suy nghĩ về Nobita, Doraemon có nói rằng: đúng lúc ấy thì Nobita xuất hiện, nên câu thoại bị dừng lại. Theo suy đoán của tớ, mèo ú vẫn có cách để ở lại đây. Việc trở về là tự nguyện, không có sự ràng buộc. Ví dụ như trong Doraemon Stand By Me, Sewashi đã cài đặt một chương trình. Chỉ khi cụ cố Nobita cảm thấy hạnh phúc, Doraemon mới được phép và bắt buộc phải quay trở về tương lai. Có lẽ mèo ú đang muốn tạm hoãn việc ra đi này, nhưng trước thái độ mạnh mẽ của Nobita, Doraemon đã kiên định hơn về lý trí ban đầu của mình. Cậu chọn ra đi để Nobita được trưởng thành. 2. Hoa anh đào. Hoa anh đào xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối tập phim. Loài hoa này là một trong những biểu tượng của Nhật Bản và chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Sakura gắn liền với sự ngắn ngủi và trôi qua rất nhanh của tuổi trẻ. Ở đây, nó như một lời nhắc nhở rằng những điều đẹp đẽ không tồn tại quá lâu đâu. Những cánh hoa này cũng ngắm thêm một thời gian nữa rồi sẽ lụi tàn. Thời gian được ở bên cạnh nhau cũng sắp hết rồi. Bên cạnh đó, thời điểm diễn ra câu chuyện là vào cuối tháng 3. Cuối mùa xuân, hoa cũng đã sắp rụng hết. Thêm một điềm báo nữa cho sự ra đi của mèo ú. Nhưng bạn biết không, cũng chính hoa anh đào đã gợi ý cho chúng ta một điều kỳ diệu đấy. Sau khi trả thù Chaiyan và Sunio, Nobita đã chạy đến công viên và nói lời tạm biệt Doraemon. Khi ấy, những tán hoa đã bắt đầu thưa thớt dần. Sau câu cảm thán của Nobita, cây hoa bỗng nở rộ lại như được ban một phép màu. Sự bất ngờ này như một bước đệm cảm xúc để khi gặp lại Doraemon, Nobita và cả chúng mình đều có thể bật khóc nức nở. Giống như màu hồng của cánh hoa anh đào, tâm hồn mỗi người luôn ngập tràn cảm giác yêu thương và dịu dàng. 3. Lời tạm biệt. Nếu để ý các bạn sẽ thấy, Doraemon và Nobita chưa từng nói lời tạm biệt trực tiếp với nhau. Doraemon rời đi khi Nobita đang ngủ say, mèo ú về tương lai rồi, Nobita mới nhung nhớ nói lời tạm biệt. Cũng dễ hiểu thôi, một người bạn thân như gia đình ruột thịt, bên nhau một thời gian dài, trải qua rất nhiều thăng trầm, sao có thể dễ dàng nói lời chia tay chứ? Hoặc cũng có thể họ sợ làm nhau đau. Tớ chắc chắn nếu nói ra lời tạm biệt trước mặt nhau, cả hai sẽ khóc rất lớn, sẽ đau buồn rất nhiều. Nobita sẽ níu giữ và Doraemon sẽ phân vân. Ừ thì Nobita vẫn còn nhỏ, chưa thể suy nghĩ sâu xa như tớ mới phân tích. Nhưng hành động của cậu ấy xuất phát từ sâu trong tim, không hề suy tính gì trước. Không nói, tức là không tạm biệt, không chia ly, dù ở đâu cũng sẽ luôn thấy có bạn ở bên cạnh. 4. Lời nói dối. Ngày còn nhỏ, khi xem tập phim này, tớ không nghĩ nhiều đâu. Nhưng khi lớn lên rồi, xem lại, tớ mới nhận ra sức mạnh của lời nói dối. Nói dối rất xấu. Đúng, hãy nhìn xem Nobita đã đau khổ thế nào khi bị Chaiyan và Sunio chơi một vố. Nhưng nói dối cũng tốt vì nó đã vô tình mang Doraemon quay về. Phép màu là đây chứ đâu. Trong một vài trường hợp nhất định, nói dối sẽ giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Không sao đâu, mẹ ăn no rồi, con cứ ăn hết đi nhá. Câu này nghe quen phải không nào? Cơ mà cũng hạn chế nói dối và hạn chế tin tưởng nhá. Mẹ tớ mà nói vậy thì tớ nhất định không tin đâu. 5. Hai thứ tớ ấn tượng nhất. Đầu tiên là con lật đật Daruma. Dù có đặt nó nằm như thế nào, nó cũng sẽ tự đứng dậy, hiên ngang, không khuất phục. Dù bà nội của Nobita đã mất, nhưng những lời dạy bảo của bà vẫn còn mãi, gói gọn trong những món đồ chơi, trưởng thành cùng Nobita theo năm tháng. Mỗi khi lớn thêm một tuổi, tớ tin Nobita sẽ tự nhận thức được những bài học ấy. Món đồ tớ ấn tượng thứ hai chính là chiếc hộp mà Doraemon để lại. Bên trong nó vốn dĩ không có sẵn bảo bối nước nói dối, chỉ khi Nobita gặp nạn,
món bảo bối hợp lý nhất sẽ xuất hiện để giúp cậu. Vậy mới thấy Doraemon lo lắng cho Nobita đến nhường nào. Bên cạnh đó, tớ thấy Nobita sử dụng bảo bối cũng rất hợp lý đấy chứ. Không nên nhìn bề nổi của sự việc rằng Nobita bị Jean và Sunio trêu chọc nên tức tối muốn báo thù. Ở khoảnh khắc chuẩn bị mở chiếc hộp, Nobita đã khựng lại. Cậu ấy không biết có nên không, như vậy khác nào lại dựa dẫm vào Doraemon chứ. Nhưng lý do của việc sử dụng bảo bối này là gì? Là bảo vệ danh dự cho mèo ú. Họ không thể mang chi kỷ của cậu ra làm trò đùa được. Chắc hẳn nhiều bạn đang nghĩ rằng tại sao khi biết công dụng của bảo bối nói dối, Nobita không đưa Doraemon quay về luôn. Theo tớ thì không phải Nobita kém thông minh nên không nghĩ ra điều đấy đâu. Lúc ấy, cậu ta chỉ muốn báo thù Jean và Sunio giúp mèo ú thôi à. Giá mà chúng ta có thể sống không toan tính, suy tư, sống theo cảm xúc như Nobita thì hay biết mấy. Tớ tin rằng một cái kết đẹp sẽ chờ ta ở phía trước thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video này. Hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ channel anime nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!